Kính mời Hội Thánh cùng đọc Kinh Thánh đối đáp. Hôm nay chúng ta sẽ đọc trong sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu 21, trang 152. Oh, 1252, tôi xin lỗi. Tôi xin nhắc lại trang 1252, sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu 21. Tôi xin đọc trước một câu, sau đó Hội Thánh sẽ đọc câu kế tiếp. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ Chúa tập hợp lại một chỗ. Có những lưỡi như lửa xuất hiện, rải ra và đậu trên mỗi người. Bây giờ, tại thành Jerusalem, có những người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời từ khắp các nước trong thiên hạ. Họ vô cùng sửng sốt hỏi nhau, tất cả những người này không phải là dân Galilê sao? Nào là người Bạc Thê, Mê-đi, Ê-lam, dân Lưỡng Hà, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông-tu, A-si. Người Do Thái và người Tân Tòng, người Cơ-rết và Ả Rập, chúng ta nghe, họ dùng ngôn ngữ của chúng ta để nói những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhưng có kẻ khác lại chế giễu, họ sai rượu ngọt đó. Những anh chị em này không sai rượu như quý vị tưởng đâu, vì bây giờ mới 9 giờ sáng. Trong những ngày sau cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên tất cả mọi người. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chiêm bao. Ta sẽ ban các phép màu trên trời và dấu lạ dưới đất là máu, lửa và luồng khói. Và ai cầu khẩn danh Chúa đều được sẽ được cứu. Xin cảm ơn Hội Thánh. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc, người nghe và làm theo ý Chúa. Xin mời mục sư lên chia sẻ thông điệp của Chúa cho Hội Thánh.